Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk thu hoạch được hơn 48.300 ha cây trồng vụ đông xuân. Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Công an huyện Buôn Đôn vừa tổ chức trao nhà cho hộ nghèo ở xã E Nhôn. Căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Y Nguyên Buôn Giá ở Buôn Cô Đông A, trị giá là 80 triệu đồng, thuộc đề án của Bộ Công an về xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau khi bàn giao căn nhà đầu tiên, Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng 81 căn nhà còn lại để sớm hoàn thành và bàn giao cho các gia đình. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm nay, tỉnh Đắk Lắk dự kiến có 21.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp, trong đó 20.300 thí sinh đang học lớp 12 và 700 thí sinh tự do. Định dạng cấu trúc của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tương tự như năm 2023. Theo đó, kỳ thi vẫn có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm các môn thành phần, vật lý, hóa học, sinh học, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động định hướng tổ chức ôn tập khoa học, bài bản cho học sinh từ sớm. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn bám sát đề thi, tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 để dạy học, ôn tập và tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12, giúp các em làm quen với hình thức, thời gian, mức độ của đề thi. Đồng thời chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình môn học theo đúng thời gian quy định, có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình học tập và ôn tập. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch được gần 48.300 ha cây trồng vụ đông xuân 2023-2024, bằng 75% tổng diện tích gieo trồng. Trong đó, lúa nước 34.200 ha, ngô 3.049 ha, khoai lang 3.049 ha, rau các loại 4.465 ha, đậu các loại 1.318 ha. Năm nay, Đắk Lắk chịu tác động mạnh của El Nino, tình hình nắng hạn gay gắt kéo dài, nhưng với sự chỉ đạo các ban ngành địa phương, bảo đảm nguồn nước tưới từ công trình thủy lợi, điều tiết nguồn nước tưới hợp lý theo từng vùng. Bên cạnh đó, ngành chức năng và các địa phương đã tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân tiến hành các biện pháp thâm canh, tăng năng suất, sử dụng nhiều giống lúa mới. Nhờ đó, năng suất lúa thu hoạch ước đạt trên 70 tạ trên 1 hectare, tăng hơn 5 tạ trên 1 hectare so với năm trước. Giá lúa tươi trên 10.000 đồng trên 1 kg, giá lúa khô từ 12.000 đến 14.000 đồng trên 1 kg. Nông dân phấn khởi vì được mùa, được giá. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa tổ chức trao chiêng và trang phục truyền thống cho câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống tại các thôn buôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 16 câu lạc bộ đội văn nghệ truyền thống thuộc các huyện Krông Búc, Eka, Krông Anna, Krông Bông, Krông Năng, Krông Bách, Ea Leo, Lắc, Chư Mờ Ga, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột được cấp 15 bộ chiêng và 77 bộ đồ truyền thống. Trong đó có 13 bộ chiêng cờ ná của người Ede, một bộ chiêng của người Mơ Nông và một bộ chiêng người Mường. Việc được cấp chiêng trang phục truyền thống không chỉ khích lệ, động viên tinh thần mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm và duy trì tập luyện, tham gia sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của các nghệ nhân, các đội chiêng, đội văn nghệ ở thôn, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh. Được biết, kinh phí cấp chiêng và trang phục được thực hiện theo dự án 6, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe mô tô, xe taxi và xe ô tô khách vừa xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 18 tháng 5 tại km 1588-700 quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 4 xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pá, tỉnh Gia Lai khiến hai người trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một xe mô tô lưu thông hướng từ huyện Chư Pá đi thành phố Pleiku.
Trên xe có hai người là NDH sinh năm 2002, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và VTTH sinh năm 2005, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, bất ngờ tông vào đuôi xe taxi lưu thông phía trước. Cú tông khiến xe mô tô cũng như hai người ngồi trên xe ngã sang phía bên trái phần đường đang lưu thông và va chạm với xe ô tô khách chạy tuyến Buôn Ma Thuột, Hà Nội đang lưu thông hướng ngược chiều, tử vong tại chỗ. Xe mô tô biến dạng, phần đầu xe ô tô khách hư hỏng nặng. Lúc này, lái xe ô tô khách tiếp tục đánh lái sang phía bên phải đường đang lưu thông và va chạm với một xe mô tô khác. Công an huyện Chư Pá và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, hiện công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, nhà thầu đang chờ mặt bằng để thi công dự án. Trên công trình thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột vào giữa tháng 5 năm 2024, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị, tăng cường thi công vào ban đêm để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, hiện nay nhà thầu đang thiếu mặt bằng để thi công khiến việc thi công không được đồng bộ. Hiện tại thì bên nhà thầu đang tập trung toàn lực máy móc về để đáp ứng nhu cầu của tiến độ công trình. Tuy nhiên là như vừa rồi là anh cũng có thấy rồi, là hiện tại thì bên nhà thầu cũng đang hết mặt bằng thi công, thì cũng kính mong là các bên có các đơn vị liên quan sớm giải quyết để bàn giao thêm mặt bằng để cho nhà thầu có thêm mặt bằng để đảm bảo được tiến độ. Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 1.841 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, đi qua địa bàn các huyện Chư Mờ Ga, Chư Quyên, Krông Bắc và thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng chiều dài tuyến hơn 39,6 km theo kế hoạch cơ bản hoàn thành trong năm 2024 và hoàn thành thủ tục đưa vào khai thác năm 2025. Đến nay, các địa phương đã bàn giao hơn 35 trên 39,6 km mặt bằng thi công, đạt 88,61%. Tuy nhiên, sản lượng thực hiện dự án mới đạt khoảng 52,74% và giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc do chưa đạt được sự đồng thuận của người dân về giá đền bù, chi phí hỗ trợ. Dự án có chồng lấn đến một số hạng mục công trình dự án khác, điển hình là trụ điện thuộc dự án trạm biến áp 220 kV. Hiện nay thì các đoạn đã giải phóng mặt bằng như trên tuyến các đồng chí đã thấy, kể cả 200-300 mét có mặt bằng là sẽ khẩn trương triển khai. Tuy nhiên bây giờ nó phải bất cập cái chỗ đó. Toàn bộ cái vật liệu chúng ta đang điều phối giảm. Nhiều có một số đoạn hiện nay là có mặt bằng. Tuy nhiên cái đoạn đó là nền đắp. Thì bây giờ cái đoạn nền đảo thì lại chưa có mặt bằng. Thì cho nên cái này là một cái vấn đề hết sức bất cập mà chia sẻ trong cái giai đoạn hiện nay. Đây là một vấn đề mà trung ương vai trò chủ tư chúng tôi đang rất đau đầu vấn đề mà điều phối cái công việc để làm sao nó đạt hiệu quả nhất. Còn cái mặt bằng đoạn đắp và đoạn đảo đủ điều kiện thì nhà thầu thực hiện nó tăng 3K 4K, thậm chí 10 giờ đêm. Theo chủ đầu tư, mặt bằng bị ngắt quãng dẫn đến việc triển khai thi công gặp khó khăn. Do đó, đơn vị kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì hiện nay cũng ý kiến thì chủ tư cũng đã ý kiến, Ủy ban Nhân tỉnh đang giao cho các sở ngành đang rà soát lại nữa để mà có cái hướng để giải quyết nhanh, cũng không có thể là mình cứ dậm chân tại chỗ. Mới đây, trong buổi kiểm tra tình hình thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, địa phương để tháo gỡ những vướng mắc liên quan, nhất là trong giải phóng mặt bằng. Đề nghị các đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, trang thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công khi có mặt bằng sạch. Chính quyền các địa phương có dự án đi qua cần sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy mô, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, khẩn trương xây dựng, phê duyệt đơn giá đất để có cơ sở lập phương án đền bù nhằm gỡ nút thắt đối với giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án. Chuyển sang phần tin thế giới,
Theo một đánh giá mới đây của chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc, đợt mưa lũ kéo dài nhiều tháng qua đã ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người tại các nước Đông Phi. Ước tính khu vực này cần 523 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động ứng phó nhân đạo. Theo chương trình Lương thực Thế giới, số tiền 523 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng để cung cấp cứu trợ lương thực và đảm bảo dinh dưỡng cho người dân các địa phương dễ bị tổn thương ở các nước Burundi, Kenya, Ethiopia, Somalia và Uganda nhằm đáp ứng nhu cầu từ tháng 5 đến tháng 10, bao gồm cả ứng phó với lũ lụt. Đến nay, chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp hỗ trợ lương thực và dinh dưỡng cho hơn 200.000 người. Tuy nhiên, quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo vượt quá khả năng ứng phó hiện tại. Tổ chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế chung sức để có thể hỗ trợ hiệu quả những người bị ảnh hưởng thiên tai và cứu thêm nhiều mạng sống. Lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh kế của gần 1 triệu người dân ở các nước Đông Phi, khiến họ phải di dời và thiếu lương thực nghiêm trọng. Hơn 350.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên khắp 5 quốc gia. Cơ quan thống kê Rostat của Nga cho hay nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 5,4% trong quý đầu tiên của năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát của Nga cũng tăng trong tháng 4 lên mức 7,8%. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, nhiều khoản chi khổng lồ đã giúp nền kinh tế Nga tăng trưởng và giảm bớt đòn trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra lạm phát. Mặc dù giúp đảm bảo mức tăng trưởng mạnh mẽ, việc tăng chi tiêu quân sự của Nga đã gây ra một số khó khăn kinh tế trong nước. Lạm phát đã tăng từ 7,7% lên 7,8% trong tháng 4, vượt xa dự báo của các nhà phân tích và cao hơn mục tiêu chính thức 4,0% của chính phủ. Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất cơ bản lên 16% trong nỗ lực đối phó với tình trạng giá cả tăng cao. Việc định hướng lại hoạt động xuất khẩu năng lượng quan trọng của Nga sang các nước như Trung Quốc và Ấn Độ đã giúp nước này vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây mà nhiều nhà phân tích dự đoán sẽ đẩy Nga vào suy thoái nghiêm trọng. Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga trong 2 năm qua. Trí tuệ nhân tạo AI và cuộc cách mạng kỹ thuật số chắc chắn sẽ làm thay đổi thế giới cũng như các hệ thống nông sản, thực phẩm, qua đó giúp mang lại lợi ích cho mọi người và góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu. Đây là nhận định vừa được Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Khuất Đông Ngọc đưa ra. Phát biểu tại một sự kiện, ông Khuất Đông Ngọc cho rằng AI không chỉ là sự thay đổi công nghệ mà còn thúc đẩy chuyển đổi kinh tế và xã hội rộng rãi. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc nhận rõ sức mạnh của AI trong việc mang lại lợi ích tiềm năng cho nhiều nhóm dân cư, cũng như góp phần cải thiện hiệu quả và tính bền vững. Ông Khuất Đông Ngọc lưu ý rằng nông nghiệp kỹ thuật số có thể cách mạng hóa cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm, giúp cải thiện dữ liệu giá cả, giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm, tăng cường an toàn thực phẩm và khuyến khích sử dụng hạt giống, phân bón tốt hơn. Để thúc đẩy những điều này, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác, qua đó thúc đẩy các chiến lược và hành động toàn diện và đồng bộ. Cơ quan chức năng Lào cho biết các chuyên gia đã tiếp tục khai quật được thêm nhiều tượng đồng cổ tại khu vực vùng cát gần sông Mekong, đoạn chạy qua huyện Tôn Phở, tỉnh Bò Kẹo, miền Bắc nước này. Giới chức Lào cho biết đội khai quật đã tìm thấy một bức tượng Phật bằng đồng cổ cao tới 2,2 mét và 9 bức tượng đồng nhiều kích cỡ khác nhau trong 2 ngày 15 và 16 tháng này. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, công nhân trong quá trình sửa đường ở tỉnh Bò Kẹo đã phát hiện phần đầu của một bức tượng Phật cùng một số bức tượng nhỏ khác. Nhà chức trách nước này đã bắt đầu cuộc khai quật quy mô lớn tại khu vực này và tìm thấy hàng trăm bức tượng cổ. Dù chưa xác định được độ tuổi và nguồn gốc, nhưng đa số các pho tượng đều được làm bằng đồng, một số được khắc chữ và đã được đưa đến chùa Thong Thiếp ở địa phương để bảo quản. Cục Di sản Lào cho biết tất cả các pho tượng và cổ vật sẽ được kiểm tra và mở rộng diện tích khai quật. Trong những thập niên tới, thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, trong đó châu Á là khu vực có cơ cấu dân số đang già đi nhanh hơn bất kỳ châu lục nào. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, vào năm 2050, số người trên 60 tuổi tại các nước châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ tăng gấp hơn 2 lần, lên gần 1,3 tỷ người. Điều này đặt ra thách thức lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
Thái Lan là nơi có dân số già hóa cao hơn so với nhiều nước khác, 16% dân số là từ 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nguồn thu nhập, tiết kiệm và mức lương hưu hạn chế đồng nghĩa với việc nhiều người già tại quốc gia này đang phải sống nghèo khổ. Ước tính đến năm 2029, Thái Lan sẽ gia nhập danh sách các xã hội siêu già hóa với hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa đạt được mức độ giàu có như một số xã hội già hóa khác như Nhật Bản, Hàn Quốc. Chính phủ Nhật Bản ước tính với xu hướng dân số già như hiện nay, chi phí chăm sóc người cao tuổi hàng năm trên đầu người sẽ tăng 75% lên hơn $1,500 vào năm 2050 so với mức của năm 2019. Không chỉ dẫn đến thay đổi cấu trúc nhân khẩu học, sự gia tăng dân số già trong khi dân số trẻ giảm còn tác động đáng kể tới kinh tế khi số người bước vào độ tuổi lao động ngày càng ít. Dần dần, người cao tuổi buộc phải trở thành lực lượng lao động quan trọng. Thực tế cho thấy châu Á đang già đi nhanh chóng, trong khi những điều kiện cơ sở cần thiết cho một xã hội già, thậm chí siêu già, cần phải được chuẩn bị trước hàng chục năm. Do đó, việc bắt kịp và chủ động đón nhận làn sóng bạc đang là bài toán đặt ra nhiều thách thức với các quốc gia tại châu lục này. Bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.